Chào các bạn. Hey Nhu. Mời các bạn cùng xem đàn cún con 2 tuần tuổi. Con của vô địch Việt Nam Messi và vô địch trẻ Lithuania Bruno. Đây là thời điểm đàn cún 1 tuần tuổi. Và đây là thời điểm hiện tại. Các bạn có thể thấy là có sự khác biệt rất là lớn về cái khuôn mặt của từng cún. Cùng một cún, có thể sau một tuần các bạn xem video sẽ không nhận ra con nào với con nào. Bởi vì giai đoạn này là giai đoạn mà con chó Rottweiler nó thay đổi rất nhiều về khuôn mặt. Đàn cún thì đang ngủ và bị gọi dậy, cho nên là có thể thấy được là cún đang ở cái tình trạng ngáy ngủ. Cún con thì mở mắt được 2 ngày rồi. Con sớm được 2 ngày, con muộn thì hôm nay mở mắt. Những con nào mắt to là con mở mắt sớm đấy. Đây nè. Yêu không? Kêu gào kêu khóc đấy. Đây, thay thảm xong cho chúng nó thì trong thời gian thay thảm thì chúng nó lại ngủ dở được một giấc. Đây, quay gần từng con cho mọi người xem cái giật mặt hiện tại của đàn cún. Có con mắt to, con mắt nhỏ, là con mở mắt sớm và mở mắt muộn. Đây là đang ngáy ngủ đấy. Đến thời điểm hiện tại thì đàn cún có nhiều nét của châu bố. À, bạn này đang ngáy ngủ. Lay dậy là tìm ăn ngay. Đây, quay cận cảnh để các bạn xem mặt từng con. Giai đoạn này thì cún bắt đầu biết nô nghịch rồi. Đây, tìm ăn. Ông này đang ngáy ngủ. Ngủ luôn. Đàn cún thì hiện tại vẫn là 4 đực và 3 cái. Ở 2 tuần tuổi thì đàn cún nhìn trông rất khác so với cái thời điểm 1 tuần tuổi. Các bạn quan tâm đàn cún thì đón xem các cái video tiếp theo nhé. 3 tuần tuổi sẽ có một video. Mỗi tuần sẽ có một video về đàn cún này. Đây, quay cận cảnh để các bạn ngắm. Các bạn có góp ý hay là thắc mắc gì thì để lại bình luận cho trại nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.